Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định 1349 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5% trên năm, đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% trên năm, đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0% trên năm, đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% trên năm. Quyết định 1349 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 và thay thế quyết định 1349 ngày 6 tháng 8 năm 2020.